Chào các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Nắng Gió Vùng Cao. Hiện tại giờ mình đang ở chợ Cốc Ly thuộc xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai. Đây là chợ phiên các bạn ạ. Ngày trước ấy, chợ phiên Cốc Ly họp một buổi duy nhất vào hôm thứ ba hàng tuần. Nhưng mà về sau này thì là chợ phiên Cốc Ly thì lại họp kiểu khác. Đó là thứ ba thì họp chợ văn hóa, còn thứ hai thì lại họp chợ trâu. Tức là người ta bán trâu bò từ hôm thứ hai rồi. Đó, hôm nay là thứ hai mọi người ạ. Thứ hai thì người ta bán rất nhiều trâu bò luôn. Trâu bò thì ở các nơi trở đến rất là nhiều, trong tỉnh Lào Cai này và ở tỉnh khác cũng mang đến. Ở đây thì là các thương lái, người ta sẽ để ô tô ở phía sau chợ này. Ngày trước là chợ Cốc Ly là họp từ chỗ phía xa xa mấy cái ô tô kìa. Đó, xong là kéo dài hết cái khu vực dưới này và sang đến chỗ cái lò đốt rác kìa. Đó, và cái bãi xe thì người ta sẽ để xuống dưới kia. Đợt này kiểu là trâu nó ít hơn ấy, thì người ta sẽ để ô tô trên cái bãi đằng sau phía trong của chợ này. Ở đây thì là người ta mang cả cỏ đi này, bán cho những chủ trâu để cho trâu ăn. Nói chung là cỏ này là người dân mang ra bán nhá. Đó, không phải cỏ của chủ trâu. Mỗi bó này là 30.000 này. Đó, một mặt cỏ ở đây. Chỗ này là những người ta mang cỏ đi bán. Còn dưới này là khu vực người ta đang buôn bán trâu bò. Trâu bò thì là vừa nãy mình cũng nói rồi, thì người ta mang ở các nơi đến, trong tỉnh Lào Cai này hoặc là tỉnh khác người ta cũng mang đến để bán. Còn trên này là khu vực mà người ta bán hàng tạp hóa này, hàng ăn này, đó, bún phở, hàng ăn ở trên này, hàng nước nữa để phục vụ cho nhu cầu của khách đến đây mua bán trâu, người ta uống nước rồi là ăn phở. Đó, trên này là một loạt những cái quán bún phở này, quán nước, một dãy từ đây ra kia luôn. Còn dưới này thì người ta bán trâu này. Dưới này người ta bán trâu ở đây. Các bạn thấy là ô tô đậu rất nhiều. Ngày trước thì ô tô ở dưới bãi dưới kia cơ, nhưng bây giờ người ta cho cả trên này nữa. Bởi vì đợt này trâu nó cũng không phải là quá nhiều. Lúc này là đang là tầm 8 giờ rồi. 8 giờ mùa hè người ta mang trâu vào chợ. Tầm này là hết cỡ rồi. Đó, lúc này chỉ việc mua bán thôi. Và người ta đợt này mùa hè thì người ta bán rất là nhanh. Đến tầm 11 giờ, 12 giờ là tan chợ rồi. Bởi vì lúc đấy là trời rất là nắng. Nắng 39, 40 độ. Nên là trâu bò nó không chịu được nắng. Sợ nó bị say nắng, nó ngất. Nó mà chết một con thì là mất bao nhiêu tiền. Nên là người ta sẽ họp rất là nhanh. Và bây giờ mình đi một vòng quanh chợ để cho bạn xem chợ Cốc Ly này là như thế nào nhá. Đó, chợ Cốc Ly này rất là nổi tiếng về trâu bò này và vâng, về chợ văn hóa nữa. Chợ văn hóa thì họp hôm thứ ba, còn chợ trâu thì họp hôm thứ hai. Đó, ai cũng kêu lắng. Mấy anh chị đến đây mua kêu trời rất là nắng. Ở đây thì có rất nhiều thể loại, trâu được, trâu cái, trâu nhớ, trâu mẹ con, đủ các thể loại. Đó, bây giờ mình vẫn đang tiếp tục đi một vòng quanh chợ để cho bạn khám phá trải nghiệm cái chợ Cốc Ly này. Đó, người ta bán ở đây có nhiều hình thức, là bán cả cặp này, bán lẻ một con một, có cả bò nữa này. Đây, khu vực này là cũng có nhiều trâu bò đủ các thể loại, hàng ngày là chủ yếu là nghé là nhiều thôi. Ở đây thì là khách mua thường thường là khách ở dưới xuôi này, nên trên này mua này, hoặc là những chủ đầu mối trên này mua bán với nhau, và dân ở trên này người ta có trâu người ta cũng mang ra bán.
hoặc là người ta cũng đến để mua và người ta mua về vô béo một thời gian xong người ta lại mang ra chợ bán. Đó, cái hình thức mua bán ở trên này. Ở đây là cái khu vực bể nước này. Đó, bể nước đây thì là trâu nó nóng quá người ta sẽ cho nó tắm ấy. Đấy, bên đằng này cũng thế này. Đằng này cũng rất nhiều thể loại trâu nghé là nhiều. Khu ngoài này chủ yếu là nghé thôi. Chỗ kia là có một xe người ta đang đóng hàng đi về rồi. Người ta mua đủ số lượng cái là người ta về luôn. Cho nó mát trâu chứ để đây rất là nắng, rất là ảnh hưởng. Và đây là con đường dẫn vào chợ mọi người nhé. Và trước thì con đường nó là đường đất thôi. Nhưng bây giờ người ta đổ đá vào đây này. Cho nó cao ráo lên. Đi lại cho nó dễ. Đó, ở đây thì rất nhiều. Đủ các thể loại. Châu bò người ta mang bán đầy ở chợ. Nhưng mà đợt này thì nó ít hơn đợt trước. Đợt trước thì nó nhiều hơn. Bên này cũng có hàng quán các bạn này. Hàng bún phở này, hàng nước này. Đó. Chỗ này người ta đang chỗ này người ta đang tranh cãi nhau này. Đó, chỗ này người ta đang tranh cãi nhau với cả người ta đi. Mình đưa các bạn đi tiếp tục trải nghiệm cái chợ Cốc Ly này, khu vực bán trâu bạn ạ. Đó, lúc này là cũng khá là, lúc này là tầm hơn 8 giờ rồi, trời rất là nắng. Những người nào mà không chịu nắng thì người ta cũng tìm chỗ mát này. Ở đây là chợ Châu Cúc Ly các bạn nhé, khu vực bán trâu. Còn khu vực chợ văn hóa thì ở phía trên kìa. Rồi, ở cái chỗ tầng 2 sau cái khu vực mà bán đồ nước uống ấy. Đó, mình ra cái khu vực ngoài này rồi. Khu vực ngoài này là khu vực nếu như vào hôm thứ ba ấy, tức là ngày mai ấy, tức là ngày hôm sau ấy, thì là chỗ này là chỗ bán dê này bạn này. Thì là chỗ này chỗ bán dê này. Dê, lợn, chó bán ở khu vực này. Đó. Nhưng mà hôm nay thì là hôm thứ hai. Chủ yếu người ta họp bán cho bò thôi. Không phải là bán dê nữa. Chợ Cốc Ly là một cái chợ rất là nổi tiếng của tỉnh Lào Cai rồi. Với rất nhiều mặt hàng ở đây, chợ truyền thống mà. Đó, ở Bắc Hà thì có hai chợ. Lớn là chợ Cốc Ly và chợ Bắc Hà. Đó. Thì đây là chợ Cốc Ly vào hôm thứ hai họp châu bò các bạn nhé. Thôi thì đến giờ là mình đã đưa các bạn đi khám phá trải nghiệm chợ Cốc Ly rồi. Khu vực bán trâu các bạn nhé. Ở cái video này là khu vực bán trâu. Không phải chợ truyền thống nên là nó chỉ toàn châu bò thôi. Còn hôm sau là người ta bán những cái mặt hàng truyền thống. Video của mình đến đây là kết thúc các bạn nhé. Chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở một cái video tiếp theo.